Thưa quý vị và các bạn, sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra và tiến hành bế mạc vào chiều nay, 15 tháng 11. Buổi sáng, sau khi được tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi gồm 3 điều, dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội gồm 3 chương, 58 điều. Có 466 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết, chiếm 93,57%. Các đại biểu cũng thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gồm 8 điều với 470 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết, chiếm 94,38%. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận dự án luật đấu thầu sửa đổi nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, khắc phục những bất cập hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, góp phần phòng chống lãng phí, giải quyết những tồn tại trong lựa chọn nhà thầu, mua sắm công. Buổi chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Cuối buổi chiều, Quốc hội đã bế mạc kỳ họp thứ tư với việc hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp thông qua 6 luật, 3 nghị quyết có chứa vi phạm pháp luật, cho ý kiến lần 2 dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, thảo luận lần đầu dự án luật đất đai sửa đổi và 6 dự án luật khác. Sáng nay ngày 15 tháng 11, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hậu năm 2022 thông qua hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Dương Xà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Trong năm 2022, các tỉnh thành đoàn cụm sông Hậu tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai học tập quán triệt các nghị quyết gắn với thực tiễn công tác và đời sống của đoàn viên thanh niên. 100% cán bộ đoàn viên và 90% thanh niên triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thời gian qua, tuổi trẻ cụm sông Hậu đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực đóng góp cho các địa phương, đơn vị với các phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, các cấp bộ đoàn trong cụm đã thực hiện được nhiều công trình chào mừng đại hội đoàn các cấp. Riêng tỉnh Sóc Trăng, các cấp bộ đoàn đã tổ chức thực hiện 922 công trình phần việc thanh niên với tổng kinh phí trên 11,7 tỷ đồng. Tổ chức trồng trên 274.790 cây xanh các loại, thành lập 338 đội hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 16.952 thanh thiếu nhi và người dân, tặng 21.330 phần quà trên 3.837 suất học bổng, 147 xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và đóng góp ý kiến đề xuất những giải pháp để công tác đoàn và phong trào thanh niên cụm đồng bằng sông Hậu ngày càng phát triển đi vào thực tiễn đời sống đoàn viên thanh niên, cũng như tập trung chia sẻ về những hạn chế khó khăn đang gặp phải tại đơn vị mình. Cũng trong sáng nay, tại báo Sóc Trăng, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự lễ có ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Quý Đức, Phó Tổng biên tập báo Sóc Trăng đến công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Tổng biên tập báo Sóc Trăng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh mong muốn các cán bộ được điều động bổ nhiệm, phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm công tác, tiếp tục đoàn kết cùng lãnh đạo báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện tốt nhiệm vụ mà tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng thời hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.